quay mới quắt. Người ta đánh dấu. Mình có. Người ta đánh dấu. Đánh dịch vừa đấy mới dặn mình. À thế. Xong mình nói mình đánh dấu cẩn thận mà. Bây giờ là để mày mày. Giơ cái nắm ra ra từ ngoài. Đó. Đến đúng rồi, đến không mình. Đây. Bỏ kéo. Bỏ kéo. Thì lại không nhìn kéo đâu. Cần cái này nào nữa. Trong khoảng một khoản. Anh ơi, tiền lẻ đâu? Cho gọi em sao? Mấy chục kim nó bay. Anh ơi, sáng rồi đi không? Sợ. Cho 4 tờ đây. Cho 4 tờ đây. 4 tờ thành. Làm trắng. Gái đây cho. Các đội mình đi dài. Đấy đấy. Đấy đấy. Đấy đấy. Xin mời người nhà gia đình nhận đứng lên trước đây. Sẽ mở cho gia đình nhận xem hết. Kính thưa gia đình Gia Quyến, đây là toàn bộ phần xương cốt của cụ Giáp Văn Nhiệm sau khi được hỏa táng xong. Sau khi hỏa táng xong, cụ được sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên trên. Dưới là phần chân, giữa phần thân trên là phần xương đỏ. Xin mời gia đình xem đây ạ. À, vừa rồi ở dưới nhà tang lễ, ai là người hô hồn nhập áo của cụ ạ? Dạ vâng. Một tay tay trái cầm áo đưa lên nào. Tay phải cầm áo. Tay trái đặt lên. Đứng gần. À, anh gọi cụ là Trang. Dạ. Dạ. Em hô như thế nào đây? Gọi lúc nãy gọi là bố. Bố dạ bố. Bố cha là tùy theo mình. Ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía. Bảy vía ba hồn. Bảy vía ba hồn. Cha Giáp Văn Nhiệm. Cha Giáp Văn Nhiệm. Hồn về nhập cốt. Hồn về nhập cốt. Ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía. Bảy vía ba hồn. Bảy vía ba hồn. Cha Giáp Văn Nhiệm. Cha Giáp Văn Nhiệm. Hồn về nhập cốt. Hồn về nhập cốt. Ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía. Bảy vía ba hồn. Bảy vía ba hồn. Cha Giáp Văn Nhiệm. Cha Giáp Văn Nhiệm. Hồn về nhập cốt. Hồn về nhập cốt. Anh vỗ nhẹ ba lần. Gia đình nhà mình xem cốt. Cố đây bên này. Cố đây. Cố đứng chỗ đấy, cố chỗ đấy. Rồi quay thôi, cố chỗ xương. Để ngoài đây. Đi nữa. Cái giấy này nó vẫn còn kênh kênh ở đây đấy. Em ơi, cái giấy này thò ra ngoài không sao? Hay là cái ấy nhỉ? Cái keo, đây là cái keo nhé. Chỉ được đánh dấu một cái trắng. Không phải đánh dấu, gia đình yên tâm, không phải gì cả. Có dấu sẵn kiểu cái. Gia đình không phải gì cả. Bây giờ xong em về em giữ gia đình cứ đàng hoàng. Được. Ông này cũng nhớ cho. Gia đình yên tâm, không phải gì. Gia đình giữ hộ này. Hơi lưng hộ em. Để hai con gỗ vào trước chứ. Cho nó bớt phần dưới, không chèn ở dưới. Hoa. Chèn nó xuống dưới đây đã, cho nó nóng. Chèn nó xem cái lớp đấy.
rồi anh giúp em gáo đấy, đặt đầu này. Được chưa? Rồi, ok. Cái gối đầu cho tương đối đầy đã thì mình cho vào. Ơi, đây. Đây, đây, đây. Điện thoại để ngoài, không để trong. Để đây anh được nhỉ? Để đây thoải mái đi. Để đây. Đi ra lấy đi. Để cái mâm, cái mâm. Điện thoại với cái cạo râu. Điện thoại với cái cạo râu ở mâm. Thì bỏ đôi ra cũng được, mở ra bỏ đôi ra cứ để ông xem nhóm hộp ra để lên cây thôi anh em thắng hộp ra để lên cây từ từ đã xem lại tiền để xem cái đồ sắt đâu nó bên ngoài mày lấy từ từ xong đâu bây giờ xong thì đẹp thì để chú xem cứ bình tĩnh thì từng phần một đã đây anh xin có bác Hồ phù hộ đây nhà mình để thêm tiền vào đây rồi không không đấy, nó đủ tiền vía rồi đủ đấy, theo tờ theo đúng học đúng chín tờ đúng rồi đúng rồi đàn tiếng rồi. Khi đã trong này rồi là về cứ thế thôi, không thể không đụng cái gì hết, không đụng xong người ta dán keo hết, keo A500 ở đây chắc nịch luôn. Không xong người ta có cái dấu này, đầu bên này.
ông này ông theo đến tận lúc cái lúc ấy mà gì đâu. Ừ. Ông này ông về đến lúc tận hạ huyệt xong xuôi. Ừ. Ông lên xe này. Anh chỉ đi về bãi thôi. Hả? Đi về bãi thôi còn còn lạ gì chứ hại. Thế kiểu là cứ yên chí em hát. Ừ, thế được rồi. Nhưng mà làm thế nào để anh em tôi nhớ? Đúng không? Cái này mà làm gì thì đánh dấu mình không ấy, mình đánh dấu cái gì mà cho nhiều quá. Cái này là keo. Nhìn cái chỗ này là nó quan trọng cái gì? Cho thêm cái trong kia. Thằng làm đã nhá. Làm đã. Yes, vợ gọi. Vợ hay là bà đấy biết liền. Thằng này đang đằng đầu đây chú. Rồi xong rồi có ký hiệu gì hướng dẫn anh đây. Hướng dẫn anh hoặc đánh dấu cái gì để về cho anh đã xong đâu. Người hết sức rồi đi. Xong bây giờ mở dây bê về thì mới chuyển xong. Đây là clip đây. Hàng nó giống nhau không? À không. Nghĩ là mình chơi rồi. Lý gì làm mặt luôn. Nó có lịch rồi mấy ông này đi đâu có lịch. Vợ nhà nó đi vị rồi. Cái này là theo tô rồi. Nếu có về thì phải tiếng mấy chứ đây thì lại gọi ít nhất phải 2 tiếng đúng không ạ? Không, nó nghĩ là người chơi. Đâu đây? Đã xong đâu? Đâu đây? Nó bảo người gia đình yên tâm, không phải nghĩ gì cả. Nó có chữ nào? Chữ giống nhau hay chữ thế nào? Không, không chữ. Chữ giống nhau. Chữ đấy là chữ vuông là chữ gì đấy? Đâu? Ở chữ này là chữ gì? Đây là chữ thọ. Thọ tròn. Dưới là phúc hả? Đầu tròn ít vuông. Cứ đầu tròn ít vuông. Hiểu đơn giản nên. Cứ nhớ công thức đầu tròn ít vuông. Đấy, hiểu đơn giản cho nó dễ. Đầu tròn ít vuông nhá. Cứ công thức này. Nhưng mà còn vạch ra nữa, bây giờ chấm cho một tí. Không, nó bảo rồi gia đình đã xong đâu. Đánh dấu. Gia đình yên tâm đi, đã xong đâu. Có xem xem con dấu, có khi là cái đây. Đắp cái lơ đằng giữa đầu, gia đình yên tâm. Đã chưa xong. Bao giờ người ta giao hay không? Bao giờ em bảo gia đình B về đi, lúc đấy thì mới hỏi. Xong giờ B là người nhà B. Ừ, khi hôm nay anh em mình. Xong rồi xe đỗ gần đây mà. Mình vô được bao cân nhỉ? Không, không bảo ngoài đường. Không, đây được. 50 cân. Thế thôi mà nó có cái đổi như thế hai người kênh cho nó. Cầm lấy cái nhàn này thì về vất ở nghĩa trang. Cho cháu buộc buộc lại. Để cho chú cho. Thôi thôi, cuốn hết vào đây rồi. Về mang vào trong nghĩa trang. Ôi không cần đóng ở ngoài đâu, cháu cứ cho ở đây. Về. Em gia đình giữ hộ đây. Đây giữ hộ. Giữ ở đâu? Đây. Anh giữ bên kia đi. Gái cũng nghe.
ăn là viên này là của bên đấy quân đội không? Tư nhân. Tư nhân này.